giờ như con đi như thế này con cũng mong cho cha mẹ đến cái chỗ an lạc thoát khỏi, nhưng mà con đâu có cần ở với họ đâu. Con bảo họ ăn chay họ đâu nghe đâu. Con nói với họ như thế này nhưng mà nói mọi người nghe, nhưng mà nói họ không nghe, phước họ. Nghiệp của họ duyên đời trước nặng, nhưng mà có khả năng là đời trước mình nói là mình thấy người này có duyên với mình, hay là nhiều kiếp mình tái sanh vào đó để mình giúp cho họ, nhưng mà mình chưa đủ duyên để mình độ, nhưng mà mình nói là mình giúp cho họ ăn chay để họ tu hành chẳng hạn. Nhưng mà mình nói là mình vẫn công đức, và đến một cái ngày nào đó nghiệp chiêu cảm thì có người khác thay mình giúp cho họ thì không sao cả. Tại vì giờ mà mình đi á, giờ như con nói đi như thế này á, là để gặp ai con cũng hữu duyên cho con á, đủ thời cơ con mới nói. Bây giờ ở với họ nói họ không nghe, mình đâu có được cái gì đâu mình ở với họ nữa. Dạ họ chưa đủ duyên, chẳng hạn như giờ con vào nhà ông chú nói họ ăn chay đừng mua sắc xanh nhé, đừng mua nữa. Họ nói là choa giờ muốn có nhiều tiền để mua thịt cá mà ăn thì kêu thôi cái đấy chịu chết rồi. Cái đấy thì không nói nữa. Dạ thì mình đâu có nói với họ được, nhưng mà mình vẫn ước nguyện cho họ đấy là một cái duyên nào đó, rồi mình không phải nhất thiết mà mình nói họ chưa nghe mà mình cứ cố đi nói là khổ á. Nhưng mà mình vẫn không từ bỏ họ, mình vẫn cứ chờ đó. Rồi đến duyên một cái ngày nào đó rồi sẽ nghe thôi, chứ mọi người không cứng đầu cứng cổ được đâu. Sớm muộn gì rồi cũng chết thôi, cũng vào cái chỗ khổ thôi. Nhưng mà giờ là do họ chưa hiểu đó. Nhưng mà mình cũng đừng có nản chí. Nhưng mà mình phải đi, mình vẫn suy nghĩ nó là do đạo hạnh mình chưa đủ. Tại vì mình giờ mọi người giờ sống với cha mẹ như thế này rồi, đời sau thấy ai đó hay là gì mà mình muốn giúp cái chỗ cái vùng nào đó hay cái gì đó mình tái sanh vào đó thì nói họ không nghe được đâu. Như Đức Phật tái sanh vào hóa sanh vào chỗ súc sanh, chỗ đấy để ngài độ cũng khó, như mang thân rắn thân đấy cũng để xuống đó để độ giúp cho họ đấy. Thì họ cũng như thế, nhưng mà cũng đủ duyên. Nhưng mà mình cũng đừng có lo. Mình đừng có lo, rồi đến khi mình cứ công đức tốt cho mình rồi kiểu gì rồi nó cũng được. Nhưng mà mình phải thành tựu cho mình trước.